Phạm Khanh tiếp tục chương trình giới thiệu đến quý vị những vấn đề liên quan đến bảo hiểm với Best Care Insurance, và người đại diện đó là cô Trinh Phi. Chào Trinh. Chào Phạm Khanh và kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì tiếp tục đề tài bảo hiểm, chúng tôi sẽ hỏi Trinh Phi cái câu hỏi đầu tiên, đó là thời hạn ghi danh Medicare như thế nào? Thưa quý vị, cái câu hỏi này nó rất là đúng thời điểm, là bởi vì bây giờ là thời điểm quý vị chuẩn bị đi xem lại những cái chương trình bảo hiểm Medicare của mình. Bởi vì hàng năm vào ngày 15 tháng 10 cho tới ngày 7 tây tháng 12 là cái thời gian mà mình cần phải đi coi lại những cái chương trình bảo hiểm Medicare mình đang có, để xem coi nó còn phù hợp với lại cái nhu cầu của mình hay không. Bởi vì mỗi năm đó các hãng bảo hiểm đều sẽ thay đổi các cái quyền lợi của họ cũng như là các cái danh mục thuốc, cho nên quý vị cần phải đi ghi danh lại. Thưa quý vị, thì trả lời anh Phạm Khanh, thật ra đó là cái khi Medicare mình có rất là nhiều cái giai đoạn mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái giai đoạn 65 tuổi. Anh hay nghe nói là 7 tháng 65 tuổi. Thì thưa quý vị, 7 tháng đó là gì? 7 tháng đó là 3 tháng trước 65, trước cái tháng sinh nhật của mình, tháng sinh nhật của mình, và sau 3 tháng sau tháng sinh nhật của mình, là nó gọi là thời gian ghi danh đầu tiên của một người 65 tuổi. Đó. Thì khi mà quý vị ghi danh vào thời điểm đó đó, quý vị sẽ không có bị phạt. Nhưng nếu quý vị ghi danh vào sau cái thời điểm đó mà quý vị không có những cái bảo hiểm trong hãng đó thì quý vị sẽ bị phạt. Thành ra mình phải lưu ý. Đó là một cái là mình phải lưu ý ha. Là coi như là nãy mình nói hai lần rồi. Một cái là ghi danh hàng năm từ 15 tới tháng 10 cho tới 7 tới tháng 12. Rồi mình có một cái là 7 tháng của 65 tuổi. Và đặc biệt những cô chú nào có cái Medicare Advantage, hay mình gọi là Medicare tổ hợp hay là phần C đó, thì mình còn có một cái thời gian ghi danh nữa. Cái thời gian đó là vào thời điểm từ 1 tây tháng 1 cho tới ngày 30 tây tháng 3. Thời gian đó các cô chú sẽ có được một lần để mình thay đổi bảo hiểm. Và cái lần đó mình thay đổi khi nào thì tháng sau sẽ hiệu lực. Còn khi mà mình ghi danh vào cái lúc thời gian mở rộng hàng năm đó thì mình ghi danh bây giờ nhưng mà đầu năm tới mới hiệu lực. Còn những người nào ghi danh vào cái thời điểm 65 tuổi đó thì là trước khi mình ghi trước 65 tuổi thì cái thời điểm mà hiệu lực là cái tháng sinh nhật của mình. Nếu mình ghi danh sau cái tháng sinh nhật là cái tháng sau nó sẽ có hiệu lực, thưa quý vị. Đồng thời những quý vị nào có Medi-Medi, những người nào có Medi-Medi thì rất là sướng, là bởi vì quý vị hàng quý quý vị có một lần để thay đổi bảo hiểm, để ghi danh bảo hiểm. Thì thí dụ như quý vị là từ tháng 1 tới tháng 3 có một lần, từ tháng 4 tới tháng 6 quý vị có một lần, từ tháng 7 tới tháng 9 quý vị có một lần. Nhưng mà quý vị nhớ trong những thời điểm đó quý vị ghi danh vào tháng nào thì tháng sau nó sẽ có hiệu lực. Còn như nếu như quý vị chờ đến tháng 10, 11, 12 thì quý vị ghi danh nhưng mà tháng 1 mới có hiệu lực, thưa anh. Thì đó là những cái chung chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà đặc biệt nếu trong năm mình có bão lụt, mình có cháy rừng, mình có, thì nó sẽ có những cái chương trình đặc biệt của chính phủ cho mình được quyền được ghi danh. Nếu mà mình chưa sử dụng những cái lần ghi danh trước đó. Và đồng thời nếu như mà mình mất Medi-Cal, mình mất bảo hiểm chỗ làm, hay là mình từ ở nơi khác đến, thì mình cũng có 60 ngày để mình ghi danh kể từ khi cái sự việc đó xảy ra, thưa quý vị. Đó, thưa quý vị thấy không, cái phần quan trọng nhất về vấn đề mà gọi là thời gian ghi danh Medicare thì Trinh vừa mới trình bày rồi. Thì tới đây nhiều quý vị cũng sẽ thắc mắc là không biết Medicare có những cái phần gì quan trọng mà mình cần phải biết, để mà rồi từ cái chuyện mình biết đi rồi mình bắt đầu mình mới ghi danh cho đúng thời hạn như là Trinh vừa mới nói. Dạ đúng rồi. Thì thưa quý vị, lý do đó mà mình cần phải ghi danh đúng thời hạn là tại vì Medicare nó khác các bảo hiểm khác, là nếu mình không ghi danh đúng thời hạn và mình không có những cái bảo hiểm thay thế thì mình sẽ bị phạt. Thì quý vị cứ nhớ nôm na, nếu mình không có phần B, mình không có phần D thì mình có thể sẽ bị phạt 10% mỗi năm mà mình không ghi danh. Nhưng mà yên tâm, nếu như quý vị có bảo hiểm ở chỗ làm đó thì quý vị sẽ không bị phạt. Nhưng quý vị có không vào California thì quý vị phải ghi danh cho Medicare. Bây giờ trở lại câu hỏi, anh nói là phần A, B, C có cái gì? Thì thưa quý vị, phần A mình cứ nhớ A nó giống như cái nhà. Thì cái đó là liên quan đến những cái chi phí khám chữa bệnh khi quý vị nằm trong nhà thương.
hoặc là quý vị nằm ở trong nursing home, hoặc là quý vị ở giai đoạn cuối của cuộc đời của mình, nó gọi là hospice, thì tất cả những cái đó nó sẽ là bao gồm của phần A. Phần A thì họ sẽ cover cái phần đó cho quý vị. Thì thông thường quý vị nào mà đi làm đủ 10 năm đó thì quý vị, và đóng thuế đủ 10 năm cho chính phủ Mỹ, thì quý vị sẽ được free phần A. Bây giờ mình sẽ nói tới phần B. Phần B là cái gì? Phần B là họ sẽ cover cho những cái việc chữa trị cho mình. Ví dụ như là bác sĩ, ví dụ trả tiền cho y tá, ví dụ như thử máu, thử nước tiểu, hay là chụp X-ray, chụp CT scan, MRI, hoặc là ví dụ như quý vị ambulance, emergency, tức hoặc là những cái outpatient đó, thì cái đó là phần B họ cover cho mình. Thì cái phần B đó đó họ chỉ cover cho mình có 80% thôi. Không phải là cover 20 là toàn bộ, mình phải chịu 20%. Và cái 20% đó nó không có giới hạn trên. Thành ra là khi quý vị chỉ có phần B và phần A thôi thì chưa có đủ. Và đồng thời quý vị cần phải có thêm một cái phần D là phần thuốc. Phần thuốc đó là giống như mình đi mua thuốc mà đi ra pharmacy đó, thì mình phải đóng tiền hàng tháng và mình có copay nữa trên. Thì anh thấy là khi một cái một người mà có ba phần như vậy chưa có đủ, đúng không anh Khanh? Đúng rồi. Thì bây giờ sẽ có thêm phần C thưa quý vị. Thì cái phần C đó đó nó sẽ cover bao gồm phần A, phần B và phần D. Có một số tiểu bang họ không có phần D ở trong cái phần C đó, nhưng mà riêng ở Orange County của mình đó, thì thường thường họ sẽ có ba phần ở trong đó. Thì phần C nó gọi là Medicare Advantage. Medicare Advantage đó là gì? Là những cái chương trình do những cái công ty tư nhân họ có contract với lại federal để cung cấp tất cả những cái dịch vụ phần A, phần B, phần D cho mình trong một cái gói thôi. Thì đó là Medicare Advantage. Nhưng mà ngoài ra quý vị còn có thêm một cái sự lựa chọn khác, là quý vị vẫn giữ cái Medicare nguyên thủy của mình là phần A, phần B, nhưng mà mình mua thêm một cái nó gọi là Medicare Supplement. Thì cái Medicare Supplement này đó, nó rất là hay ở cái chỗ là nếu quý vị có Medicare Supplement thì quý vị có thể đi bất cứ bệnh viện nào, bất cứ bác sĩ nào mà họ nhận Medicare, thì Medicare Supplement sẽ giúp cho mình trả cho cái đó. Đồng thời mình có một cái, mình khi mình có Supplement mình phải mua thêm phần D nữa thưa quý vị. Thì đó là cái sơ khởi của cái Medicare A, B, C, D. Nhưng mà còn chi tiết mình nên chọn cái plan như thế nào phù hợp với mình thì phải đến gặp những cái chuyên viên về bảo hiểm như tụi em sẽ giải thích thêm thưa anh. Thưa quý vị, văn phòng Vascare Insurance chuyên về thuế và bảo hiểm ở số 15577 Crookhurst, góc McFarland, phía sau chè Cali, mở cửa từ 9:30 sáng cho đến 6:00 chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy thì quý vị nhớ làm hẹn. Số điện thoại rất dễ nhớ, 714-888-5050. 888-5050, mà mình nhớ là cứ ngồi 888 với lại mấy cô Pesca đây về là cứ 5050, cứ không có lo gì nữa. Đúng rồi. 888-5050. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào Phạm Khanh. Hẹn gặp lại vào lần sau.